nhá. Vâng. Bao tiền án rồi? Em chưa tiền án ạ. Chưa tiền án. Thế cái gói ma túy này là ở đâu? Mua ở đâu? Dạ xe em chưa mượn. Gói này mua bao tiền? Mua bao tiền? Ở đâu? Không phải, không mua xe em mượn thật ạ. Ở đâu? Xe em mượn thật, em không nói sai.